Trên bàn mình đây là iPhone 13 và iPhone 14, hai chiếc máy cơ bản dễ mua nhất tới từ hai đời gần đây của nhà Apple. Vậy thì bây giờ người dùng nên mua chiếc máy nào? Và nếu như các bạn, đặc biệt là với những bạn nào mà đang muốn sử dụng chiếc máy nó lâu dài, nó khoảng 4 đến 5 năm tới, thì nên chọn iPhone 13 hay iPhone 14, nó sẽ là kinh tế hơn. Thế cùng mình tìm hiểu trong video. Đầu tiên là về mặt thiết kế, nếu như bạn nào mà xem cái video mình đánh giá chiếc iPhone 14 rồi ấy, các bạn sẽ nhận ra là hai chiếc máy nó chả có gì khác nhau cả, rất khó để có thể nhận ra. Vì vậy là hôm nay mình cũng khéo léo là lấy cái màu xanh cũng như là một cái màu tối tối một tí, thì để các bạn nhìn, các bạn có thể nhận ra rõ hơn chiếc nào là iPhone 13, iPhone 14. Và thoạt nhìn qua thì tưởng là nó không có gì khác nhau, nhưng cái cách để các bạn nhìn dễ nhất giữa iPhone 13 và iPhone 14 ấy, một là về màu sắc, hai là các bạn nhìn vào cụm đèn flash. Cụm đèn flash của hai chiếc máy này thì nó khác nhau một chút chút, và cụm camera của iPhone 14 nó cũng lồi hơn so với iPhone 13. Điều này đã chứng tỏ được rằng camera của iPhone 14 nó cũng sẽ tốt hơn iPhone 13 đấy. Còn về màn hình thì mình phải khẳng định là màn hình của iPhone 13 lẫn iPhone 14 nó chả có gì khác nhau cả. Cả hai đều là màn hình Super Retina XDR OLED, và các công nghệ đi kèm như là HDR10 hay là Dolby Vision, thậm chí là cả tiêu chí về độ sáng nó cũng giống nhau nữa. Hai cái màn hình này nó là một mà thôi, nên là đây cũng không phải là điều các bạn nên quan tâm ở hai mẫu máy này. Cấu hình cũng là một điểm mà iPhone 13 và iPhone 14 nó gần như là không khác nhau, đều sử dụng con chip là Apple A15 Bionic. Tuy nhiên điểm khác biệt là với iPhone 14 thì nó sử dụng con chip A15 Bionic bản cao, hay còn gọi là phiên bản Max Option đi. Đấy là nó có 5 nhân GPU đi kèm với cả 6GB RAM nữa. Nên là thực sự bạn nào mà đang muốn sử dụng chiếc máy lâu dài thì iPhone 14 nó sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ là ngon đấy. Về camera chính thì cả iPhone 14 và iPhone 13 đều sở hữu những cái thông số khá là tương đồng với nhau. Đều có camera góc chính là 12 megapixel, camera góc rộng là 12 megapixel. Và phải nói thật là camera góc rộng ấy, cả hai máy này có thông số hoàn toàn giống nhau, nó gần như là chỉ bê từ máy này sang máy kia mà thôi. Trong khi đó với camera chính thì đây sẽ là điểm khác biệt với iPhone 14 Plus. Nhìn bề ngoài đã thấy camera chính của iPhone 14 Plus nó dày hơn, nó khủng hơn rồi. Bởi vì đây là cụm camera cũng là 12 megapixel, nhưng khẩu độ của nó đã là f/1.5 và kích thước cảm biến của nó cũng to hơn nữa. Điều này khiến cho cái khả năng chụp đêm của iPhone 14 Plus nó sẽ được cải thiện hơn, cũng như là khả năng quay video của iPhone 14 Plus nó cũng sẽ đẹp hơn iPhone 13. Mặc dù là khoảng cách thì cũng khá nhỏ thôi, nhưng cải tiến thì vẫn phải công nhận, đúng không nào? Còn về camera selfie thì đây cũng là một điểm nâng cấp cực kỳ ngon trên iPhone 14. Nó có khẩu độ lớn hơn là f/1.9, tương tự như chiếc iPhone 14 Pro Max. Hơn nữa là nó có khả năng autofocus, là nó lấy nét theo khuôn mặt người. Và phải nói thật là cái khả năng lấy nét của iPhone 14 nó rất nhanh, gần như mình chỉ là dơ lên thôi là nó đã có thể lấy nét vào khuôn mặt của mình được rồi. Và gần như là chỉ cần dơ chiếc máy lên chụp là nó sẽ rất đẹp, bởi vì mặt của chúng ta sẽ luôn luôn được nét nhất, khi mà iPhone 13 thì nó lại không có tính năng này. Và đấy là còn chưa kể ở khả năng quay camera thì iPhone 14 nó có Action Mode, giúp cho các bạn nào quay video mà thích video thể thao chạy nhảy nó cũng sẽ ngon hơn rất nhiều so với iPhone 13. Còn về phần pin thì cả iPhone 13 lẫn iPhone 14 nó tương đồng với nhau mà thôi. Cả hai chiếc máy thì đều có khoảng hơn 3200 mAh. Thậm chí là con chip cũng sử dụng giống nhau này, màn hình cũng sử dụng giống nhau, nên mình đánh giá là cái khả năng sử dụng của cả hai máy này nó tương đồng với nhau mà thôi, không có sự khác biệt quá nhiều giữa hai mẫu máy này. Và cuối cùng là về mặt mức giá. Mức giá của iPhone 13 Hoàng Hải đang bán là khoảng 11.2, trong khi đó iPhone 14 là 11.8. Nó chênh lệch nhau không quá nhiều, và thực sự với mức giá như vậy thì mình sẽ khuyên các bạn nên lấy iPhone 14 luôn. Bởi vì những cái tính năng nâng cấp của nó, mặc dù là nhỏ, tuy nhiên nó cũng sẽ cho chúng ta được một cái trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng. Video đến đây là hết rồi, đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment nhá. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Hoàng Hải Channel. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.